Hello, welcome back chúng ta chơi quay rớt tuyệt vời chưa? Gì vậy? Ui, ui, à, nguy hiểm. Ui, ui, nguy hiểm quá. Chưa vào chơi cái game này, khó như game này. Nguy hiểm bùa vây lên. Có thế mà vẫn về đích này. Thật là đẳng cấp. Ôi dồi ôi, nguy hiểm. Nguy hiểm. Trắng đấy, cho đây này. Để tiên trắng sau này. Yeah. Yeah. Ui, ui. Đẳng cấp không? Khó lắm, game này khó lắm. Mọi người thử chơi rồi mà xem. Đấy, không có lối đi này. Đấy, không có lối nhìn thấy lối đi luôn. Quá căng. Ở game này game khó nhất trong những game mình chơi ở game dạng này rồi. Bây giờ ăn thêm một đồng xu là tức là tăng cái tỷ lệ sống về đích ạ. Đây có lối đi, một lối đi cực kỳ nhỏ. Nhỏ quá. Ồ, qua này. Qua này. Tiếp tục. Yeah. Vừa chơi lại vừa phải suy nghĩ gì này. Quá hay luôn nhé. Chúng ta đi chơi Subversive. Ôi trời, bay lên. Bay lên. Bơi.
to. Ôi, đến level 182 này. Phun mất rồi. Map run. Ủa sao không kết hợp được? Cùng mau mà. Không có màu xanh nào đây luôn. Chịt kết hợp. Này đi chạy này, kéo không? Lỗi mất rồi. Chúng ta chơi hơn mình. Biến đổi shop à, có nhiều dạng xe lắm này. Ô game hay đấy. Hay. Giờ mới biết.
3 sẽ thích hơn. Hình trời, chúng ta đi chơi Going Pro rồi vào game. Nào tránh đường nào. Là nó đâu. Oh, mắc kẹt. À đi, quay đi thế này cho nó nhanh. Mạnh mình chống lại hết quả bóng này được. Trăm sáu bảy nó heo heo giống cái bàn đầu này. Thank you.
Machine number. Úi trời. Xem đội hình bên kia có những cái con gì. Toàn những chữ cái gì này. Khá là thất vọng. Và game cuối cùng là game nào nữa nha. Còn game Brick của tôi. Xanh đỏ tím vàng là ăn được tất đấy. Đẹp phết đấy. Ôi mà. Toàn toi hết cả mặt hộ rồi.